giá xăng dầu hôm nay 13 tháng 5 năm 2020, giá xăng dầu RN95 có thể tăng đến 1.500 đồng trên lít vào chiều nay. Giá xăng dầu thế giới ngày 13 tháng 5 trái chiều sau khi lãnh đạo của OPEC Saudi Arabia cho biết sẽ siết chặt hơn nữa sản lượng vào tháng 6 năm 2020, giá xăng dầu trong nước có thể sẽ tăng trong chiều nay. Giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng sau khi OPEC dự kiến tiếp tục giảm sản lượng dầu ghi nhận vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5 giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 2,23% xuống 25,2 USD trên thùng, sau khi tăng gần 7% trong phiên giao dịch trước. Giá dầu thô Brent tăng nhẹ 0,03% lên 29,45 USD trên thùng. Kết thúc phiên giao dịch, dầu Tây Texas Mỹ WTI tăng 1,64 USD, 6,8% lên 25,78 USD trên thùng, dầu Brent tăng 35 US cent, 1,2% lên 29,98 USD trên thùng. Tháng 4 năm 2020, OPEC đã quyết định cắt giảm sản lượng tổng cộng 9,7 triệu thùng trên ngày trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020, trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu thế giới giảm 30% do đại dịch. Ngày 12 tháng 5, có bốn nguồn tin đã thông báo với Reuters rằng OPEC không muốn tăng khối lượng dầu cắt giảm, nhưng muốn duy trì việc cắt giảm sản lượng đến sau tháng 6 năm 2020 tới kỳ họp tiếp theo của OPEC. Trước đó, ngày 11 tháng 5, Saudi Arabia cho biết muốn tăng lượng cắt giảm sản lượng của họ thêm 1 triệu thùng trên ngày vào tháng tới. Tồn chữ dầu thô của Mỹ tuần qua vẫn tăng, nhưng tồn chữ xăng đã giảm xuống, Cụ thể, tồn trữ dầu thô tăng 7,6 triệu thùng, nhiều hơn mức dự đoán của các nhà phân tích là 4,1 triệu thùng, tồn trữ xăng giảm 1,9 triệu thùng, trong khi các nhà phân tích dự báo là giảm 2,2 triệu thùng. Cơ quan cũng hạ dự báo nguồn cung của Mỹ trong năm nay, đang giảm từ 540.000 triệu thùng trên ngày xuống còn 11,69 triệu triệu thùng trên ngày, và cho biết tổng cung trên toàn thế giới sẽ là 95,2 triệu triệu thùng trên ngày các quốc gia sản xuất dầu thô của Mỹ đã giảm sản lượng vì giá sụp đổ khiến các nhà sản xuất độc lập và tích hợp giảm hoạt động. Giá dầu thô giao sau của Mỹ đã giảm khoảng 60% từ đầu năm đến nay. Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng trong tuần trước trong khi dự trữ xăng giảm, dữ liệu từ Viện Dầu Khí Mỹ chỉ ra. Giá xăng dơ 95 có thể tăng đến 1.500 đồng trên lít vào chiều nay 13 tháng 5. Sau 8 lần giảm giá liên tiếp kể từ đầu năm, giá xăng dầu được dự đoán sẽ tăng trở lại trong kỳ điều chỉnh ngày mai, 13 tháng 5. Theo dữ liệu từ thị trường Singapore, trung bình 15 ngày qua, giá xăng RON92, xăng nền để pha chế xăng E5 là 23,31 USD trên thùng, tăng 4,8 USD trên thùng so với kỳ trước. Giá xăng RON95 ở có mức giá 25,14 USD trên thùng, tăng 5,4 USD trên thùng so với kỳ trước. Trước những diễn biến tăng giá của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước được dự đoán sẽ tăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai, 13 tháng 5 theo đó nếu giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn đối với xăng e5 giờ92 ở mức 400 đồng trên lít xăng giờ95 ở mức 1.400 đồng trên lít thì giá xăng E5 tăng khoảng 500 đồng trên lít xăng giờ95 có thể tăng mức 1.500 đồng trên lít để kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu trong nước rất có thể liên bộ sẽ giảm mức trích lập quỹ bình ổn hoặc trường hợp thứ hai là liên bộ sẽ chi sử dụng quỹ bình ổn trong ký điều chỉnh ngày mai trong kỳ điều chỉnh gần nhất, 12.5, xăng đã có phiên giảm giá thứ 8 liên tiếp kể từ đầu năm. Xăng E5 ron 92 giảm 401 đồng trên lít, xăng ron 95 III giảm 308 đồng trên lít, dầu diesel 005S giảm 882 đồng trên lít, dầu hỏa giảm 674 đồng trên lít, dầu ma rút 180 CST35S giảm 657 đồng trên kg sau khi giảm giá, xăng E5 RON92 không cao hơn 10.942 đồng trên lít, xăng RON95 E2E không cao hơn 11.631 đồng trên lít, dầu diesel 005S không cao hơn 9.941 đồng trên lít, dầu hỏa không cao hơn 7.965 đồng trên lít, dầu ma rút 180 CST35S không cao hơn 8.670 đồng trên kg.